Hả? Mẹ nãy giờ mẹ đứng ở đây cho mẹ đi đâu đâu. Nói tiếng Việt đừng nói tiếng Anh nữa nha. Không nói Anh không chơi nha. Đây nè, đây đúng là cái mùa Halloween của chay rồi nè cô chú nè. Chị đi, mẹ sẽ cho con tự phép chọn hết tất cả những cái Halloween hôm nay nha chưa. Đó, nên là con cứ chọn đi. Con muốn, con chọn rồi con về nhà con tự động con trang trí nha. Trời ơi, có kẹo nữa hay gì nè. Đó, Halloween Pops. Trời ơi, bỏ vô giỏ đi. Con muốn chọn gì? À, để mẹ cầm này giùm cho. Cô muốn cái này không? Muốn này không? Đó, rồi chọn đi. Cái đó con gà. Thấy mà thấy những cái lá này lên là thấy là chuẩn bị sinh nhật chay tới nơi rồi đó cô chú. Sinh nhật chay là tháng 11. Thấy mấy cái này là muốn gì nhiều dữ chị hai. Chị mua mấy đơn chị chạy chưa có tới cái mùa đó Halloween trước đi. Chay đi, nhìn nè chay. It's a spider nè. Ôi mắt đó. Mua gì nữa? Trời ơi. Vampire, nó nói vampire là cái đầu lâu đó. Đó, đầu lâu đó. Nè, mấy con ma, mấy con đồ này chay nè. Mẹ cho chay tự, tự. Wow, đeo lên coi. Đeo lên coi. Của địch bạc, đúng rồi, đúng rồi. Mấy cái hộp này, cái cô này chọn. Nào mẹ coi coi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Pumpkin đó, đúng rồi. Two pumpkin. Hai pumpkin là đúng rồi. Wow. Thỏa sức đi, thỏa sức Halloween đi. Halloween đó. Chơi. Nè đây chơi 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 đây nè. Lấm lên. À. Nó có đó nữa phải không? Rồi. Nè lấy cho con nha. Rồi nè, đó. Lấy đây. Rồi. Lấy gì nữa? What? Đây mày cầm cho, đây mày cầm cho mày con cầm tiếp. Cũng mua hai cái luôn hả? Yeah. Ok. Một rồi hai cái thôi, không có cái thứ ba. Hai cái thôi. Yeah. Trời ơi nó lấy bốn cái luôn không nổi. Rồi lấy đi. Rồi. Cái nào nữa? Kiếm tiếp đi. Halloween có nào có Halloween nữa. That's not cushy. That's not cushy. Rồi, nào nữa. Oh, look. Ừ, không con lấy một cái này rồi, hồi nãy là con lấy cái này rồi. Lấy khăn giấy không? Yeah. Lấy khăn giấy với lấy dĩa không? Mua dĩa Halloween về ăn nha. Chay chay mua dĩa Ladybird đúng rồi. Chay mua dĩa Halloween về ăn nè. Nè con chọn dĩa nào nè. Dĩa nào ăn Halloween. Con thích dĩa nào? Thích cái nào? Mommy share. We can share. Share cái gì không cần share. Cái nào con lấy thôi chứ không có cần share với mẹ ăn chi. Mommy daddy. Trời ơi nó nói mommy daddy. Trời ơi đó. Má bơ lớn mà biết đi mua sắm rồi đó thấy chưa. Dữ chưa. Trời mệt đó, trời mệt mà trời. Gì vậy? Kẹo hả? Kẹo đó có ăn hết không? Mà lấy gì cho kẹo gì dài dữ à? Hả? Có ăn hết không? Chập qua đó lấy cho nó lấy y như là của ai để lại cho nó đó. Chứ không phải là tôi không phải trả tiền, nó lấy vậy đó. Gì trả tiền sao trời, tự nhiên lấy cuộn băng keo làm chi vậy? Cuộn băng keo lấy làm gì vậy? Rồi cái này còn nãy gì vậy? Cái này gì vậy? Cái này gì vậy? Để xuống mẹ ơi. Để xuống tao đọc cho chứ để xuống.
Đâu nữa, đâu nữa? You like painting? Ờ, nó nói I like painting là nó thích vẽ đó cô chú. Nó có tiếng Anh không luôn, mệt ghê. Trời ơi, có mấy bộ xương khô kìa. Ngày nào nữa. Hôm nay là cho nó đi shopping đó. Này nó tập sách được không trong này nè. Tập sách được không trong á. Ao. Con vẽ với lại bà Dolores á hả? Yeah. Mày coi coi. Ui chào ơi, đẹp quá. Oh, careful. Okay, we're going to leave it outside to dry. Phải để cho nó khô đã chay. Okay. Okay. Oh, that's nice. Say Dolores, did you miss me? I went to Chicago. You did? You went to Chicago? Yeah, we How went. What did you do to Chicago? Miss me? Mickey Mouse store. Oh, she went, no, Disney store. A Disney? Yeah. Did you get anything? Disney store. Did you buy something? No. No, yes, you did. You remember you bought the Mickey Mouse? Oh, you bought Mickey Mouse? Yeah, I bought. It's Ryan. Nó kể với bà đi đâu rồi. Nó đi Chicago, nó dẫn nó đi Disney store. Oh, that's nice. Giờ con này giờ nói tiếng Anh không à. Okay, well, let it dry. Okay. Hả? Gì? Gì? Let me see. It's fry. Chưa, not yet. Chưa khô. Nó để đó cho khô, giờ nó xuống nó nói khô rồi. Khô chưa? Thank you. Yeah, let's put this away. Okay. Don't get on your clothes, okay? Okay. What do you want to do? No, we're just gonna stay out here, JD. There's nobody in there. Kathy is working. Kathy went to work. Kathy đi làm rồi. Hả? Okay, can you tell Dolores what is your favorite store? Mickey Mouse. Mickey Mouse. Oh. I going. Did you went into a store? Yeah. What you see? I see. Did you buy anything? Yeah. Mua gì? Đi vô Disney store mua gì? Disney store. Did you see Elsa and Anna? Yeah. Rapunzel? Where are you going? I'm going to see Rapunzel again. Ờ, con chưa có thấy Rapunzel hả? Đưa cho mẹ điện thoại coi. Can you give me my phone please? And thank you. Thank you, sweetheart. Trời ơi, ai phải tha mẹ chứ. Hello, hello. Let me see that picture again. Cho bà coi kìa, cho bà coi kìa. It's right. Con coi coi. Con nói mẹ ơi khô rồi. Mẹ ơi. Bà này là mà chuẩn bị là bà không nói được tiếng Việt nè. Tôi sợ bà rồi đó. Bà sầu sạo bây giờ Việt Nam mà nói tiếng Việt. Ok, rồi đưa lại đó, rồi. Giờ đi chơi rồi đó, giờ đi chơi với bạn rồi đó. I thought you said she gonna be home all day. Heidi, I thought you said she gonna be home all day. Oh, no, not today. Oh, ok. Oh, you guys are matching today. Give each other a hug. Can I see the hug again, please? Hug. Aww. Bà này là bà đại gia đầm nè. Ngày nào không thấy bà mặc đầm hết. Trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Nắm tay nhau trên đường tung tăng vui cả ngày tháng. Coi số 10. Số 10. Nắm nữa. Oh, this is so cute. Bả cái thứ bây giờ mà bả lôi con người ta coi được không? Trời ơi. À. Trời ơi, biết nhà lại tại nhà ta mở máy bong bóng ra chơi nữa. Oh wow, JD, you know it. You know how to turn on the machine?
That's pretty cool. You guys want some water in the... Trời ơi, lấy heo đưa cho con ta. Trời ơi, bà lại nhà ta bà tự động mở bong bóng lên được không? JD, you wanna show Audrey what you bought at the Halloween store? Cool. Yeah, you guys gonna have a great Halloween. You guys gonna go trick or treat together. Oh, thank you. Rồi. Cái gì chứ là Halloween là Audrey chơi không lại chơi rồi. Chơi Halloween là Audrey phải đứng là chắp tay. Đứng chắp tay xin lỗi thôi. Your mom got here. Look, look, she's here. Cưng quá ghê, mặt có nhìn cưng như sao. Mặt cũng phấn phấn. Trời, ba lợi nhà người ta, cái ba mở bong bóng là đầy đường hết. No, I'm not gonna come in the house. You gonna hang out with Audrey here? Okay. Bye. Bye. Bye bye tôi đó. Rồi mẹ coi cái chân coi. Trời đất ơi, bị thương tích nữa rồi đó hả? Để coi coi. Let me see. Oh my goodness. Jaden. Sao đau à, phải không? Đây mẹ coi coi, mẹ cái đưa cái chân đây mẹ coi coi. Show Audrey, where's your boo boo? Audrey, where's your boo boo? Đi show cho where... Bị hang neo hả? Chay nè, boo boo chay nè, chay nè. Mới té đâu, chay mới té đâu đâu. Té nó nữa đó hả? Tay nữa hả? Để coi tay coi. Bởi vậy. Giờ chạy nữa. Mới nói chạy nữa. Dành nhau ngồi. Ok, we gotta take turn. Who go first? No, let Audrey go first because she sat there first. So now you gotta push her. And then she gonna push you, okay? Rồi, chỉ người ta đạp xe đạp, trong khi người ta biết đạp, bà lại bị chỉ người ta. Bà lùng quá, bà đạp chưa tới, mà đi bà chỉ người ta. Hello. Có hai đứa đó kìa. Coi cỏ mới cắt, nhìn cái bãi cỏ xanh tươi chưa. Hả? Cô chú thích chơi với lại Audrey chơi chung với nhau nè. Trời ơi, coi kìa, coi kìa. Trời ơi, đứa muốn đạp, đứa đứng đằng sau. Dịnh lại ông nội, ai đạp cho nổi. Audrey nó ủa sao đang, ủa sao đạp không nổi. Mà chơi mới đứng đằng sau, bây giờ lại vậy ông nội ai đạp. Trời ơi, chơi gắt không? Chơi gắt mà, con này là nó. Vậy nó mới chịu. Đó, con mới té lát đầu gối nữa rồi đó. Cũng đập con này ghê thì. Té. Rồi được. Trời, nó nhìn vô nó kêu hello daddy. Jay, George đi Jay. George. Remember Josie? Hi. Yeah. Yeah. And this is Layla. Hi. Josie. Wow. Layla. Getting big, George. He's getting real big. Mm-hmm. He's crawling everywhere, pulling himself. Every time he comes, I have to put something up. Look at Josie. My place is a wreck. Hi, George. Hi. Yeah. Josie loves him. See, I want her to do like this with George when she just lays down. Oh, she kisses. Oh, did she give you kisses? Yeah, she'll give you kisses. Even if you don't want them, you're going to get kissed. Yeah. Yeah.
This is Oreo, Mommy. It looks like an Oreo, yes. Mm-hmm. Looks just an Oreo. Is an Oreo cute? It does look like an Oreo. Well, they do have them that are brown, but I thought. Probably try to eat it. Yeah, right? Well, he does anyway. Say bye, George. Bye, George. Bye. Bye. See you later. Say bye, Layla. Bye, Layla. Layla. Come on, Layla. 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 Chay hồi nãy là Chay đứng lên cái xe của Audrey là không sao, mà Audrey mà đứng đằng sau xe của Chay là bật ngửa liền. Con muốn chơi water table hả? Rồi để ba lấy nước cho. Audrey mà đứng lên xe Chay là móc đầu, không phải là giỡn đâu. Bỏ vô, bỏ đồ chơi vô. Fresh water. Go get your toys and put them in here. Bỏ đồ chơi vô, lại lên. Help out daddy. Go ahead, put it in there. Còn đồ chơi mà đem ở Chicago về hết kìa. Quá trời kìa. Hai nó đi, hai đứa nó đi khám phá sớm đó. Đó, cô chú coi chay để Audrey nè. Nhìn hai đứa nó như số 10, nhìn mắc cười vậy sao. Audrey nhỏ hơn chay mấy tháng đó, có được không? Trời. Sorry phải không? Đúng rồi. Wow, giọng của Audrey nốt cao dữ vậy ta. Con lấy tay ra cho Audrey đi. Chay. Lấy tay ra chay. Audrey la nốt cao dễ sợ không? Té. Chay, stop it. Trời ơi. Chạy đi, stop. Hai đứa này loạn. Stop, chạy đi, stop it. Chạy đi, stop. Audrey, here. Đó, Audrey khóc chạy về rồi. Đừng chơi với chay nữa nha, Audrey. Can you run and say I'm sorry? Run to her and say I'm sorry. Sorry. No, you have to run to her and say I'm sorry. You gotta share the toy. Con phải chia sẻ đồ chơi chứ, mà con người bạn đang chơi mà con cứ lấy đồ chơi rồi con đứng đằng sau con vậy rồi sao? Nhìn thẳng coi. Cái gì? Trốn sao? Bạn lại băng mét mẹ bạn rồi đó, bạn khóc rồi đó, mẹ bạn bồng bạn về rồi đó. Tại vì chơi không có chia sẻ đồ chơi với bạn. Kệ gì? Audrey về rồi đó. Be careful. I touch you. Đừng có đi chơi với người ta nữa. Không chơi với người ta mà không chia đồ sẻ đồ chơi với người ta. Đi lại chơi với người ta. Người kỳ lạ vậy. Con chạy lại nói với Audrey I'm sorry đi. Can you go over and say I'm sorry? Hold her hand and look at her face and say I'm sorry. Say I'm sorry. Can you say I'm sorry, Audrey? Sorry. What? Rồi nó nói bà đi đâu rồi là nó mới bị té. Hi. I love purple. No. No. Oh, be careful. Cái bà chay này người ta làm gì vậy cũng á. Kỳ ghê luôn. Trời, nó để đây cho nó khô. What's that little girl's name? Audrey. Oh my
Chơi, gì chơi? What you got? Audrey? She's playing with the bicycle. Is that her? Yeah. Hoặc là dành xe của anh ta nữa để ta đạp cái chai nha. Nó nói let me push you, ok, là để ta đẩy mày cho đó. Trời ơi, nó đỡ con ta xuống, nó cho rồi đó coi. Ok, now your turn, right. Giờ tới lượt của nó đó. Hả? Đúng rồi, chơi share, đúng rồi. Chơi chia sẻ đó, đúng rồi.